Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Xe đạp Giao Kho. Đấy, liên tục là những đợt hàng mới về để mà phục vụ mọi người đây. Đợt này thì em về những cái dòng xe đạp đua, xe đạp địa hình và xe đạp touring rất là nhiều luôn. Cho nên là anh chị nào có nhu cầu thì anh chị hãy liên hệ cho Xe đạp Giao Kho nha. Và trong tháng 7 này, từ ngày 7 tháng 7 cho tới ngày 24 tháng 8 thì bên em đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi áp dụng từ xe đạp trẻ em cho tới những cái dòng xe đạp cao cấp luôn. Được tặng những cái phiếu mua hàng 1 triệu đồng, 2 triệu đồng hoặc là giảm giá trực tiếp trên đơn hàng cho anh chị luôn. Đó. À, đợt này về rất là nhiều hàng nè. Anh chị nào có nhu cầu rèn luyện thêm về sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao hoặc là muốn sắm cho con em mình một chiếc xe đạp thì anh chị đừng bỏ qua Xe đạp Giao Kho nha. À, rất là nhiều mẫu xe luôn anh chị. Và bên em thì hiện nay cũng có kinh doanh những cái dòng xe đạp như là xe đạp địa hình 2 phuộc, xe đạp trợ lực điện, xe đạp gấp và những cái dòng xe đạp đua cao cấp, những cái xe đạp trò cho bé nè anh chị. Đó, xe đạp Giao Kho, xe đạp gì cũng có. Nếu mà xe nào chưa có thì từ từ rồi sẽ có thôi nha anh chị. Đó, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu có thắc mắc gì thì anh chị hãy để lại comment phía bên dưới giúp em nha. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.